người đàn ông nghiện vàng đến mê muội và cái kết bi thảm. Không chỉ thường xuyên đeo các trang sức bằng vàng, người đàn ông nghiện vàng này còn huy động hơn 15 thợ kim khí may cho một chiếc áo bằng vàng ròng nặng tới 3,5 kg và trị giá hơn 5,8 tỷ đồng. Tại Ấn Độ, vàng được coi là biểu tượng của sự giàu có và địa vị xã hội, nên các cô dâu mới cưới thường được tặng vòng vàng, nhẫn vàng để đeo trong lễ cưới. Bên cạnh đó, giới nhà giàu cũng thường tặng vàng cho các ngôi đền như một cách để tạ tội. Tuy nhiên, ở Ấn Độ lại không ai nghiện vàng và thể hiện quá đà như ông Jatafuri. Jatafuri đến từ thành phố Pune và ông phát lên nhờ người buôn bán bất động sản, sau đó lại cho vay tiền và tiếp đó là đầu tư vàng. Bên cạnh đó, ông Fugi là thành viên của đảng Quốc hội và cũng là một người rất mê vàng. Jatafuri, người đàn ông vàng. Chia sẻ với báo chí, ông Fugi nói rằng mọi người thường cho rằng gia đình nào có vàng là gia đình giàu có, nên ngay sau khi học hết trung học, ông đã đeo vàng lên người, nhưng với trọng lượng rất nhỏ. Dần dần, khối lượng vàng trên người ông Fugi đã tăng lên đáng kể với đủ loại trang sức bằng vàng như vòng cổ, vòng tay, nhẫn với nhiều kích cỡ khác nhau. Một số nguồn thông tin cho hay, cứ 6 đến 8 tuần, ông Fugi lại mua vàng, thậm chí chiếc điện thoại di động của ông cũng đã được dát bằng vàng sang chảnh. Vợ của ông Fugi tuy là công chức bình thường, nhưng cũng rất đam mê vàng. Vào năm 2013, ông Fugi khiến cả thế giới xôn xao sau khi ông may chiếc áo sơ mi cộc tay bằng vàng ròng nặng tới 3,5 kg và có giá trị lên tới 250.000 USD, hơn 5,8 tỷ đồng. Chiếc áo bằng vàng ròng và hàng cúc áo là các nút pha lê được phối hợp với chiếc thắt lưng bằng vàng. Chiếc áo này được chế tạo bởi 15 thợ kim hoàn đến từ Benga. Mỗi ngày, những người thợ phải làm việc liên tục trong suốt 16 tiếng và sau 2 tuần, chiếc áo đã hoàn thành. Chiếc áo này được quảng cáo là chiếc áo đắt nhất thế giới, có phần thiết kế rất bắt mắt. Tuy nó khá nặng, nhưng ông Fugi vẫn nói rằng ông rất thoải mái khi mặc chiếc áo này. Cũng từ đó, ông Fugi trở nên nổi tiếng với biệt danh người đàn ông vàng. Trong một lần chia sẻ, ông Fugi cũng thừa nhận rằng ông thích đeo vàng là để thu hút phụ nữ. Tôi biết tôi không phải là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới, nhưng tôi chắc chắn rằng không có người phụ nữ nào lại không ra mắt trước chiếc áo bằng vàng này. Sở hữu một chiếc áo bằng vàng là giấc mơ bấy lâu nay của tôi. Nó sẽ tô điểm cho danh tiếng của tôi với biệt danh là người đàn ông vàng, ông Fugi chia sẻ. Ông nói thêm, vàng là niềm đam mê của bản thân tôi từ khi còn rất nhỏ cho đến bây giờ. Trong khi những người giàu có khác mua Audi, Mercedes thì tôi chi tiền mua vàng hay sở hữu các đồ dùng dát vàng. Tôi đã làm gì nên tội, tôi chỉ thích vàng. Cái chết bi thảm của người đàn ông vàng. Vàng giúp ông Fugi nổi tiếng bấy nhiêu thì cũng khiến cái chết của ông bi thảm bấy nhiêu. Vào năm 2016, khi ông Fugi 48 tuổi đã bị 12 kẻ lạ mặt đánh tới chết khi đang tham dự một bữa tiệc tại quê nhà. Vào ngày xảy ra sự việc, ông không có vệ sĩ đi kèm vì một số lý do nào đó. Theo hãng tin NDTV, những kẻ này đã lôi người đàn ông vàng ra khỏi xe rồi dùng liềm và những hòn đá to đánh đập ông đến chết tại một bãi đất trống trong thành phố. Điều đáng nói hơn là người con trai Fulham hiện 25 tuổi của ông đã tận mắt chứng kiến toàn bộ cảnh cha mình bị tấn công. Khai báo với cảnh sát, ông Suham nói, tôi đi mua biryani và trên đường lái xe trở về nhà thì thấy họ đánh cha tôi. Họ đến và nhìn vào xe của tôi nhưng không làm gì cả. Tôi biết 7-8 người trong số họ. Trước cái chết của ông Fugi, cảnh sát cho rằng động cơ vụ án là do tranh chấp tài chính. Một trong năm đối tượng bị bắt liên quan tới vụ án của ông Fugi chính là cháu trai của nạn nhân.